Chào thầy và các bạn, mình tên là Trần Thanh Tâm, mã số sinh viên là 17142315. Hôm nay thì mình sẽ trình bày về bài tập số 3 là cho vi điều khiển 16F887 kết nối với ba nút nhấn up, down, start và hai led 7 đoạn. Yêu cầu là ban đầu thì khi mở bật nguồn á, thì hai led hiển thị số 0,5, nhưng up thì tăng lên một đơn vị, nhấn down thì giảm hai đơn vị. Phạm vi hiển thị của hai led là từ 0 đến 15. Nhấn Start thì hai led đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ nhấp nháy bấy nhiêu lần. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ cái sơ đồ. Chúng ta sẽ cần sử dụng một con vi điều khiển 16F887 và hai con led 7 đoạn. Đây là sẽ là con số hàng chục và đây là con số hàng đơn vị. Sử dụng điện trở. Đầu còn lại thì sẽ được nối vào nguồn. Tiếp theo là ba nút nhấn là nút up, down và reset, thì mình up, down và start mình sẽ gắn vào E0, E1, E2. Đây là nút up. Đây là nút down và đây là nút start. Các đầu còn lại thì sẽ được nối vào nguồn.
Tiếp theo là reset cho công việc xử lý thì mình sẽ sử dụng một cái Lewis tay. Và thích anh của xử lý thì thích anh này sẽ có tần số là 20 MHz. Vậy là cái mạch mình đã vẽ xong thì mình sẽ chuyển qua bước thứ hai là vẽ lưu đồ. Bắt đầu tiếp theo là khai báo cấu hình của các bọt và khai báo thư viện. Bắt đầu mình sẽ đặt cái biến y là bằng 0 và một cái biến đếm bằng 5. Đếm bằng đếm cộng y là ban đầu cảm thấy ban đầu là 5 cộng 0 là 5. Sau đó mình nếu mà nhân up á, thì cái biến y này sẽ bằng y cộng 1. Ban đầu ví dụ như ban đầu là 0 đi, 0 cộng 1 là 1. Đếm sẽ bằng đếm cộng 1 là 5 cộng 1 lần 6. Nó sẽ hiển thị lên số 6, hiển thị số đếm. Cứ tiếp tục như vậy. Nếu mà sai thì sẽ quay lại. Và nó cứ đếm như vậy cho tới khi nào mà ví dụ như đang là 14 đi. 14 cộng 1 là 15, 15 cộng 1 nữa là 16, 16 lớn hơn 15 thì nó sẽ xuất ra cái biến đếm nó bằng 5 và hiển thị lên số 15. Còn nếu sai thì sẽ quay lại nhấn tiếp cho tới khi nào mà bằng lớn hơn 15 và xuất ra số 15 thì nó sẽ kết thúc. Tương tự với nút down. Ví dụ như ban đầu cho cái biến đếm này là 15 luôn thì cái y này sẽ là 10. 10 nhấn cái này, nhấn nút down thì 10 y sẽ bằng 10 trừ 2 là 8. 8 cộng cho 5 sẽ là 13. 15 mà giảm đi 2 thì còn 13 thì đúng như yêu cầu của đề là hiện lên số 13. Và nó cứ cũng tương tự tiếp tục như vậy. Nó sẽ giảm 2 cho tới khi nào mà nó nhỏ hơn 5 thì sẽ hiện số 5. Ví dụ như nó đang là số 6 mà trừ đi 2 thì nó còn 4, nhưng mà nó sẽ không hiện 4 lên mà nó sẽ hiện số 5 vì giới hạn của đề là từ số 5. Thì lúc đó nếu mà nó bằng 4 thì nó vẫn nhỏ hơn 5 thì nó sẽ hiển thị số 5. Còn nếu sai thì nó sẽ nhấn down cho tới khi nào mà nhỏ hơn 5 và xuất ra số 5 và kết thúc. Và trong khi đó thì đang nhấn cái nút up và down mà chúng ta nhấn start á thì cái đèn nó sẽ chớp tắt theo cái số số đếm. Ví dụ như đang là số đếm là đang là 6 thì nhấn start nếu mà đúng á thì nó sẽ đếm là chớp tắt 6 lần là chớp tắt số đếm. Còn nếu sai thì sẽ nhấn lại và kết thúc. Bước số 3 là viết chương trình. Thì ban đầu đây là khai báo thư viện. Tiếp theo là cấu hình cho con BOC. HS là sử dụng bộ dao động có tần số cao khoảng từ 4 đến 20 MHz. Tiếp theo là khai báo tần số cho tụ thạch anh là 20 MHz. Và khai báo các chân. Chân up là sử dụng pin E0. Chân down là E1, chân start là E2. Đây là cái hàm của cái hàm mà chứa mã của những con led 7 đoạn, chứa mã các mã led 7 đoạn. Mình sẽ sử dụng hai cái biến là biến đếm và biến y. Đầu tiên là chương trình con kiểm tra nút up. Thì đây là kiểm tra up. Khi mà chắc chắn là phím up đã được nhấn á thì cái biến đếm á, sẽ được cộng lên 1. Và tới khi mà cái biến đếm mà lớn hơn 15 á, thì sẽ reset lại cho biến đếm reset cho cái biến đếm 15. Ví dụ đang là 14, nhấn một cái là lên 15, nhấn một cái nữa thì nó vẫn là 15. Và thả nút nhấn. Tiếp theo là kiểm tra phím down. Đây là nhấn delay và chắc chắn được nhấn thì cái biến đếm này sẽ trừ đi 2.
và cho tới khi nào mà biến đếm nhỏ hơn 5 á, thì reset cho cái biến đếm 5. Ví dụ như là cái số hiển thị cái biến đếm đang là 7, biến đếm đang là 6 đi, trừ trừ đi 2 thì bằng 4, nhưng mà nó sẽ không hiển thị 4 mà nó sẽ hiển thị bằng 5. Đó, thả nút nhấn. Và tiếp theo là chương trình con kiểm tra nút start. Đây là nhấn delay. Chắc chắn được nhấn. Mình sẽ cho qua một cái vòng lặp for. Sau đó cho cái biến y ban đầu bằng 0. Y nhỏ hơn cái biến đếm là để cho nó chớp tắt. Chớp tắt bằng cái số lần đếm. Ví dụ như là cái biến đếm đang là 5 thì nó chỉ chớp tắt đúng 5 lần và nó thoát khỏi cái vòng lặp for này. Output đây biến đếm chia 10 thì là lấy hàng chục, đếm phần trăm 10 là lấy hàng đơn vị. Output ra hai chân C và D. Delay. Sau đó mình output chân C và D cho bằng 0xFF. Ở đây là sử dụng cái 7 đoạn anode chung thì 0xFF là mức 1, mức 1 hết thì mức 1 hết thì các led sẽ tắt hết. Xong rồi delay. Cứ như vậy thì nó sẽ chớp tắt theo cái biến y này. Thả nút nhấn. Ở chương trình chính thì cấu hình cho các chân. Chân C là của led thì ở mức thấp không hết. Chân D cũng vậy. Còn nút nhấn là 0xFF là mức cao. Chân cho biến đếm ban đầu là 5 qua một cái vòng lặp. Sau đó gọi chương trình ha kiểm tra nút up và nút down ra. Rồi xuất 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 hai con led 7 đoạn ra. Sau đó kiểm tra nút start. Bây giờ mình sẽ đổ thử vào cái mạch. Mình sẽ chỉnh lại cái giá trị của đèn trở. Đây, ban đầu nó sẽ hiện diện số 05. Nhấn up lên một đơn vị. Down up lên một đơn vị nữa. Khi mà nhấn nút start á, thì nó sẽ chớp 7 lần. 2 3 4 5 6 7 dừng. Nhưng up thì tăng sẽ tăng một đơn vị đến 15. Đến 15 thì khi mà nhấn thì nó sẽ không lên được nữa. Nhấn down. Đó, mỗi lần nhấn down thì nó sẽ giảm hai đơn vị. Đây. 10 giảm 2 còn 8. 8 giảm 2 còn 6. 6 giảm 2 còn 4, nhưng mà nó sẽ không hiển thị số 4 vì giới hạn mà đề cho là từ 5 đến 15 thì mình sẽ cho nó về lại số 5 thôi. Đó. Nhấn start nó sẽ chớp 5 lần. 1 2 3 4 5. Để reset ở một trạng thái bất kỳ về số 5 lại thì mình nhấn cái logic state này. Nó sẽ trở về trạng thái 5. Thì cái bài của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.